bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm qua mình và mẹ mình có câu được một ít cá rô á. Thì với số cá rô này, hôm nay mình sẽ làm món cá rô kho mắm cho các bạn cùng thưởng thức nha. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Giờ mình sẽ bắt tay vô nấu luôn nha. Trước tiên thì mình sẽ nấu mắm trước để cho nó ra cái nước mắm. Mắm thơm lắm các bạn ơi. Mình sẽ bằng một ít xả đây, tí nữa mình thử cho nó thơm. Đã gã hết rồi các bạn, thì mình sẽ nhấc nó xuống. Dầu nó đã sôi rồi, mình sẽ cho tỏi với hành vô phía trước. Đó, mình cho xả vô luôn. Chín rồi, giờ mình sẽ cho cà vô luôn. Mời các bạn cùng thưởng thức chung với mẹ con mình nha. Hôm nay là cây nhàn lá vườn nha, có gì ăn đó. Nói chung là những thứ này được tồn ngoài chợ, chỉ có cá là mình câu thôi. Khen nước chưa hả mày? Ăn phải có bài bản. Món này chắc hợp khẩu vị mẹ mình rồi, cho nên mẹ mình ăn bún được quá. Ăn nhiều.
chan nước vô mặt. Ăn phải bài bản, cho miếng cà nè. Xương nhiều tí. Muốn ăn đúng bài á là mắm là không thể thiếu bông điên điển nha các bạn. Giờ mình sẽ cho bông điên điển vào. Mình đừng để lâu quá, bông điên điển nó gục thì nó sẽ không có ngon á. Chắc mình phải dùng muỗng mới múc được bông điên điển á. Hai mẹ con mình xin ngưng clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích kênh của mình thì hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Bye, chào tạm biệt các bạn.